Chào các bạn nhá. Test lỗi mấy cái máy chiếu này nè. Dòng Promethean chiếu gần này. Cái lỗi hay gặp trên cái dòng này đó là nó khi khởi động á thì cái đèn ngủ chớp nhưng mà bóng đèn không có sáng nha. Nào. Ví dụ như con này các bạn thấy nha, đèn chớp này, quạt quay này. Nhưng mà nó bóng không sáng thì nó sẽ xảy ra một trong hai lỗi, đó là một là lỗi bóng đèn, hai là lỗi mainboard. Rồi chúng ta thử con tiếp theo nha. Con tiếp theo này. Xem nó có bị lỗi như vậy không nha. À, đèn nguồn nó chớp này, bóng đèn không sáng nha. Đây là một cái lỗi khá là phổ biến trên dòng máy chiếu này. Rồi còn tiếp theo nữa, xem nó có chung giống lỗi không nha các bạn. Dòng này đặc thù là trên cái thân máy của nó không có cái phím bấm. Không có phím bấm cho nó, chúng ta phải sử dụng cái điều khiển để chúng ta tắt mở và tắt điều khiển các cái thông số trên máy. Con này thì nó có lên bóng này, nó sẽ lên từ từ. Nhưng mà một số trường hợp là khi nó lên được khoảng 2-3 phút thì nó sẽ tự tắt. Thì nó cũng là liên quan đến lỗi cái main hoặc là lỗi nguồn. Còn một số trường hợp thì là nó vẫn lên, nó vẫn chạy nhưng mà bóng đèn nó mờ thì chúng ta phải tiến hành chúng ta thay thế bóng. Đó, như cái con này nó vẫn lên. Các bạn lưu ý là cái dòng này á, cái ống kính nó lồi ra bên ngoài cho nên là chúng ta phải bảo quản cẩn thận, nó rất là dễ bị chảy xước nha. Ống kính trong này thay khá là đắt, là PRM45. Các bạn cần tư vấn về lỗi các cái dòng máy chiếu này thì để lại cái nội dung bên dưới cái video này. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, cũng như là báo lỗi để các bạn biết đúng là cái máy nó bị lỗi gì nha. Trang web cung cấp linh kiện máy chiếu là linhkienmaychieu.com.vn hoặc là máychieu.rẻ.vn.